là nó không cần thiết. Mặc dù là nếu anh làm như thế anh có thể thu được thêm chi phí, bởi vì mỗi ngày mình sẽ cắt chỉ đúng không, cầm thì lành hết rồi đúng không em, cầm em ăn uống hơi bình thường rồi đúng không. Cái mũ của mình ấy thì lần trước em kỳ vọng là cái mũ nó cao tay hơn à? Ừ, thì bây giờ thấy cái mũ của mình hiện tại thế nào? Ừ, vẫn thích cao tay hơn à? Trên cái nền mũ của mình, cái di động da, di động sụ thứ mình ấy, em thấy nó cũng khá là căng rồi đúng không? Nếu mà bây giờ muốn cao hơn thì mình có thể là mình sử dụng sụ tự thân toàn phần, là sụ sửa tự thân toàn phần. Ừ, thì cái phương án đấy thì nó là vật liệu tự thân thì nó sẽ tránh được những nguy cơ của sụn đạo và mình có thể điều chỉnh cao hơn. Nhưng mà nghĩa là mình so sánh thiệt hơn, nghĩa là bây giờ mình có thể cao hơn, mình có thể đạt được cái yêu cầu của em về cao tây đấy. Nhưng mà đổi lại thì thứ nhất là cái chi phí mình sẽ phải thêm, nó sẽ thành gấp đôi chi phí lần trước của em sửa đúng không. Thứ hai nữa là nó ảnh hưởng về mặt sức khỏe, bởi vì là mình mới sửa lại xong bây giờ mình tiếp tục sửa lại tiếp đó. Đấy thì cái ảnh hưởng về mặt sức khỏe nó sẽ ảnh hưởng hơn. Ngay hàng của anh, một người làm sửa lại nhiều lần đấy, sửa lại đến lần 5-6 thì đến lúc mà cái lần cuối mà người sửa thì người chỉ muốn là cái mũ nó cao tự nhiên và không ai biết là mình sửa đâu, chứ còn lúc đấy là không ai muốn cao tay. Cái bây giờ mình mới sửa lại 1-2 lần thì mình cứ muốn là thay đổi giá mũi đi, nhưng mà cái là khi mà mình trải qua rất nhiều lần chỉnh sửa rồi là rất nhiều khó khăn trong cái quá trình mình làm liên kem dưỡng các thứ rồi nó sưng nề nó nứt, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thì chi phí là một chuyện thôi, nhưng mà nó những cái ảnh hưởng về sức khỏe, ảnh hưởng về công việc cũng như chưa đẹp thì mọi người nói rằng là mình rất là stress. Nó căng thẳng tâm lý của mình thì nó không thể làm gì cả, nó không có xứng đáng để mình phải đánh đổi như thế. Cái mũ của mình nó cũng rất là cân đối rồi, cái độ cao các thứ nó cũng ok đúng không, thì nó phù hợp với khuôn mặt của mình. Chứ nếu khi mình hình dung mình tưởng tượng ấy, một cái giá mũ nó tây nhưng mà chưa chắc mình đáp lên khuôn mặt mình nó đã phù hợp. Thì mình nên ưu tiên vấn đề là nó phải đảm bảo an toàn trước đúng không, chứ mình cứ cố mình làm nó đạt được thì có thể là cái thẩm mỹ nó hơn một tí. Nhưng mà mình xét về cái độ xứng đáng là nó có xứng đáng không, có cần thiết không, đúng không? Đấy thì anh nghĩ là nó không cần thiết. Mặc dù là nếu anh làm như thế anh có thể thu được thêm chi phí, và cái can thiệp anh làm rất là bình thường thôi, không có cái vấn đề gì khó khăn cả. Đấy nhưng mà nghĩ là nó về phần em ấy, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, mình phải đánh đổi nhiều cái để mình lấy một cái nó không cần thiết quá.